vòng tay nó cần chương trình này. Bây giờ đang đây là đang vị trí di chuyển bệnh nhân là vị trí số 1 á. Dạ. Bệnh nhân lúc làm xong đi xuống hoặc là lúc bắt đầu làm bệnh nhân lên bàn á, là vị trí này cái bàn thấp nhất. Cái CM chạy ra ngoài kia để mình đưa bệnh nhân lên. Cứ lắp cái cần xuống hết sai này. Chọn à, chọn dán hai đốt hai bên. Dạ. Xong rồi gạt nó lên. Nhấn ở trên đè trên xuống. Này đó. À, bàn nó từ từ lên. Cứ giữ là giữ để tới chừng nào trên đó ta lại cái position reach. Reach. Cứ giữ như thế này. Đó, đây là vị trí làm việc này. Đó nó hệ position reach, yeah. Reach ha. À. Ta buông lúc đó buông ra. À, lúc này là bác sĩ tới phần bác sĩ làm rồi. Dạ. Chúng ta đẩy bàn xuống qua lại hoặc là cho khi anh chạy vô tới xíu nữa tùy theo bác sĩ. Mình chỉ có hai vị trí thôi. Nhấn cái này chọn patient transfer. Nếu làm xong patient transfer nhấn hai nút hai bên chọn. Xong ở trên đánh xuống đẩy tới. Khi nào đi position reach là xong. Đó, hai vị trí cơ bản.